20, dòng thương hiệu của Tây Ban Nha. Đây, rất đẹp các anh nhá. Với mức giá thì nói thật các bác là những cái đôi loa 17, 18 triệu không ăn được nó. Thực sự các bác quá hay. Tất cả những con hàng đều tuyển chọn đẹp xuất sắc. Có cả loa DK các bác nhá, loa DK bát 30 và bát 25, DK bát 30 tiếp neo và bát 25 cũng tiếp neo luôn. Ở đây thì em đang lau chùi vệ sinh. Đấy, cái này thì chắc là phải giặt để nó mới sạch được. Chỉ có 9.800.000 một đôi thôi nhá. Và mình các bác là trên thị trường không có dòng hoa nào đủ chất đẳng cấp hay được như dòng hoa này thôi. Đây đây, em chỉ mở demo tí thôi, nhưng mà hoa này hay lắm các bạn, hay lắm, hay cực kỳ luôn. Nó sử dụng một bát, một check. Trong clip trước thì mình cũng có giới thiệu các bác rồi. Trong clip trước đã giới thiệu về cái nội thất cho toàn thể các bác được xem. Phải nói là cái bát của nó mới kinh khủng, bát dã man luôn. Bát check, check này là dòng check của BMC. Còn bát là bát của thằng Tây Ban Nha. 9.800.000 một đôi các bác nhá. Giá bán tại cửa hàng, khẳng định các bác những cái đôi loa 17, 18 triệu trên thị trường không có nào ăn được nó luôn. Đấy. Em chưa gọi là tính cái mức giá bằng giá. Có những con 17, 18 triệu không thể ăn bằng nó. Không thể ăn được những đôi loa như này các bác nhé. Loa đẹp, hình thức thì tất cả zin nguyên bản các bác nhé. Bao zin, bao xịn các bác. Thùng cân, loa rất là nặng các bác nhé. Loa nặng lắm, thùng gỗ nhưng mà nặng kinh khủng luôn. Nặng như khối đá, tại vì cái bát của nó, riêng cái bát của nó đã nặng rồi. Anh em có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình Vũ qua hai số máy 0976658815 hoặc 0925886889. Em ở Sở Đỏ Chính Hải Dương các bác nhé, chiêu hàng toàn quốc. Dạo này bận quá, đám cưới đám xá liên tục không có thời gian nên clip cho các bác. Anh em nào cần tư vấn thì cứ alo trực tiếp hoặc là nhắn tin qua Zalo cho mình Vũ nhé. Rồi, em xin chào rồi các bác.